Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 2 tháng 10 nói biểu tình ở Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc. Người phát ngôn của Cơ quan Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Hồng Kông sẽ có những biện pháp thích hợp nhằm sớm ổn định tình hình, bảo vệ người và tài sản, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như công dân Việt Nam ở Hồng Kông. Ông Bình cũng lên tiếng khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có biểu tình để tránh xảy ra những tình huống phức tạp. Trong khi đó, một số người Việt Nam hiện sinh sống và làm việc ở Hồng Kông đã bày tỏ sự ủng hộ các cuộc biểu tình và cho biết các cuộc xuống đường không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Chị Hằng, một công nhân làm việc ở Hồng Kông 8 năm qua, cho VOA biết. Bên này người ta biểu tình theo vấn đề hòa bình, chứ không có đánh lộn nhau, không có như cướp của hay là không có trộm cắp của nhau như ở Việt Nam mình. Người ta cũng có một cái tấm lòng là muốn là đòi này các quyền tự do thôi, chứ không phải là muốn đánh nhau. Có yêu cầu về độc lập dân chủ, đòi về cái quyền tự do để cho người ta được bầu cử thoải mái. Phong trào bất tuân dân sự được coi là chiến dịch đòi dân chủ rầm rộ nhất ở Hồng Kông trong nhiều năm qua. Những người biểu tình gồm phần đông là sinh viên, theo đuổi hình thức phản đối bất bạo động và ôn hòa. Họ muốn Trung Quốc trao cho Hồng Kông quyền được trực tiếp bầu chọn nhà lãnh đạo kế tiếp của đặc khu hành chính từng là thuộc địa của Anh. Nhưng Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ yêu sách này. Chính quyền đại lục cũng nói rằng các cuộc biểu tình phản đối làm đình trệ trung tâm tài chính của châu Á là bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đang là một đề tài được các cư dân mạng ở Việt Nam, nhất là những người có tiếng nói trái chiều với chính phủ, bình luận nhiều. Một số người đã so sánh giữa tinh thần lý tưởng của các học sinh và sinh viên Hồng Kông với Việt Nam.